Thưa sư, nếu lục căn tiếp xúc với lục trần mà sinh ra lạc thọ, khổ thọ, bất khổ thọ, nếu dừng bất tức là bất khổ bất lạc thọ đó, nếu dừng lại ở cảm thọ mà không tác ý so sánh, cải sửa, phê phán, tán thán thì có tạo ra nghiệp luân hồi sanh tử không? Quý vị cẩn trọng với cái sự dửng dưng của cái kẻ thiếu trí nghe. Tức là cái kẻ dốt, kẻ ngu á, thì họ không biết cái gì hết, không có đánh giá, không so sánh, không có cái gì hết trơn hết trọi. Thì đó là một cái sự vô trí, tức là mình không có cái trí nào ở trong đó hết. Thì nó chỉ là nhân cho sanh tử, bản thân nó cũng là nhân cho sanh tử. Mà nếu như mình có suy tư mình cái kiểu như vậy á, tức là mình không suy nghĩ gì hết ha, mà như vậy là sẽ đưa đến sự chấm dứt sanh tử á, thì mình sẽ đi địa ngục, do đó là mình đã rơi vào tà kiến. Mà việc cần làm ở đây là gì? Đó là phát triển trí tuệ quán, tức là như thế nào? Thấy rõ cái gì đang diễn ra, nó là cái gì thì thấy đúng bản chất của nó, và thấy nó dựa trên ba nền tảng là vô thường, khổ, vô ngã. Tức là thấy rõ bản chất của nó và biết rõ bản chất của nó là vô thường, thấy rõ bản chất của nó đem đến khổ, và thấy rõ bản chất của nó là vô ngã. Khi mà mình thường xuyên quan sát bản chất như thế thì trí tuệ nó mới phát sanh, nó mới không có tạo ra nghiệp luân hồi sanh tử, mà nó hướng đến sự chấm dứt sanh tử. Còn nếu như mà mình cái kiểu vô trí, là mình không suy nghĩ gì hết, để cho cái đầu nó trống rỗng, thì đó là mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp sanh tử. Mà nếu như, sư lặp lại, nếu như mình cho rằng như vậy là đi đến sự giải thoát giác ngộ, là mình đi địa ngục, do đó là một thứ tà kiến. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì về vấn đề này? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, riêng câu hỏi này là nghe có vẻ có lý lắm, nhưng mà nó lại dính lại vướng mắc ở một cái điều mà đức hiện tại có nói với vị rồi đó. Sư sẽ xin nhấn mạnh thêm để quý vị hiểu rõ. Có lẽ là ở đây quý vị đã nói là lục căn lục trần sinh ra lạc thọ khổ thọ và thọ bất khổ bất lạc đó, hay gọi là chung tính thọ đó, nếu dừng lại, đúng không? Nếu dừng lại cảm thọ, mà dừng lại bằng cái cách cái gì vậy? Quan trọng dừng lại bằng cái gì á? Ở đây á, mình phải hiểu là cái tinh thần mà tứ niệm xứ, thưa vị, tinh thần tứ niệm xứ đó mà sư nhắc đi nhắc lại vị hoài đó, có nghĩa là không phải ở đây mình không có hiểu là mình không phải ở đây vị nói là dừng lại cảm thọ mà không tác ý, không cải sửa, phê phán, tán thán, mà là tinh thần tứ niệm xứ là cái gì? Là khi có thiện, khi có những tâm tâm tham ghi nhận tâm tham, khi có tâm sân ghi nhận tâm sân, đúng không? Khi có lạc ghi nhận lạc, đúng không? Khi có khổ ghi nhận là thọ khổ, và khi có thọ bất khổ bất lạc thì phải ghi nhận đúng tính chất của nó. Đúng chất nó là gì? Như Đức hiện tại có nói đó, là nó đều phải bị chi phối bởi tâm tướng, đó là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó là khi mà chính xác là đó là tinh thần tứ niệm xứ, hay là gọi là thiền tuệ Vipassana đó vị. Đó là cách thực hành đúng đó, hành đúng theo 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 lời Phật dạy đó. Thì cái đó mới là quý vị thực hành đúng, thì mới cái đó mới gọi là không có tạo thêm gieo nghiệp, thêm cái luân hồi sinh tử. Còn vậy đây quý vị nói, cứ nói là nếu mà dừng lại, quý vị cứ nói là dừng lại bằng cái gì đó, thì cái này nó rất là nguy hiểm nha. Cho nên là mình đừng có suy tư theo cái kiểu mà mình nghĩ, là mình làm theo cái kiểu của mình nghĩ, cái tư kiến mình nghĩ, nó rất là nguy hiểm. Vì trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, sư chỉ có cái lời khuyên là để bản thân mình hiểu rõ cái việc mà tục căn tiếp xúc lục trần nè đó, mà sinh ra vô số thứ đó, của về những cái và các cảnh, của cảnh sáu căn tiếp xúc sáu trần nè đó, để cho mình không có tạo thêm cái nghiệp sinh tử luân hồi đó.
thì đó chính là cái phương pháp thiền tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ. Mình có làm sao mình ghi nhận đúng như vậy, đúng những cái hiện tượng mà thân tâm mình diễn ra nó đều phải bị chi phối bởi tam tướng, tức là vô thường, khổ đau, vô ngã, thì cái đó là mới không có tạo được nghiệp sử luân hồi. Còn mình đừng có nghĩ ra một phương pháp gì phải dừng ở chỗ này, dừng ở chỗ kia nha, cái này rất nguy hiểm. Xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.